Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hùng nha. Hôm nay mình sẽ review các bạn một cái mà ở Việt Nam thì chúng ta chưa có review ra, nó cũng không có gì đâu, mà là một sản phẩm túi của Bose 1 Pro. Thì các bạn có lẽ là rất là nhiều người không biết cái túi hãng nó sẽ ra như thế nào và tại sao nó lại không có thị trường Việt Nam. Thì một câu rồi bổ nó đơn giản nhất chính là mắc. Rất là mắc thì đây là Bose 1 Pro và đây là sản phẩm mà các bạn xem những video đầu tiên của này đã 3 năm rồi, 3 năm hơn rồi. Và sản phẩm này vẫn được rất là nhiều bạn cũng như là nhiều khách hàng cũng như rất là nhiều bạn trẻ hát để đi dạo ngoại, hát ở ngoại rất là nhiều. Và hiện tại sản phẩm này vẫn đang rất là hot ở thị trường. Hôm nay Vũ bỏ tiền túi ra, Vũ nhặt một cái để về mình coi và mình nghiên cứu và mình học. Đó chính là cái túi của hãng. Đây, các bạn thấy Vũ đã làm một cái túi cho mọi người rồi. Rồi Vũ dùng nha. Đây là túi Kobo chính hãng này các bạn nha các bạn. Thì Vũ sẽ coi design và thiết kế chất liệu như thế nào. Đây, hai cái. Đó, hiện tại các bạn thấy cái này ở Việt Nam thì chúng ta chưa thấy đã bán ha mọi người ha. Thì ở đây có hai loại, đây là ba lô. Ba lô mà giống như cái ba lô bằng ri mà Vũ đã làm cho mọi người bán á, rất là nhiều cho mọi người đã mua rất là nhiều rồi. Cái đó Vũ không quảng cáo nữa. Và cái túi đó Vũ bán ở cho mọi người là chỉ có 850 thôi. Còn đây là hàng chính hãng của Bose. Thì và đây là cái túi mà mình thật ra Vũ đây là hàng chính hãng nên Vũ cũng chưa có full seal nên muốn review cho mọi người coi nè, nó có sách hướng dẫn nè. Các kiểu nè. Rất là đầy đủ ha. Thì cái túi này là túi chùm để bảo vệ cái xung quanh. Đó, giờ Vũ sẽ mở ra. Nó có số series rất là đầy đủ nha mọi người. Rồi, ok, Vũ sẽ tháo ra. Và đây miếng kẹp. Rồi bạn, rồi các bạn coi chất liệu của nó nè. Chất liệu của nó thì ở phía mặt in của nó sẽ có một dấu in chữ bô tiệp với màu sắc luôn. Và Vũ thì Vũ chọn đại một cái màu nào đó thôi chứ Vũ không quan trọng màu, quan trọng Vũ sẽ review chất liệu cho mọi người cùng xem. Thì in đây là gọi là in lụa mọi người, giống như in quần áo của ở đây nè, mà in một cái chất liệu thì thật ra cái ở ngoài họ gia công á, cái in á nó rất là nét, nó rất là độ sắc nét, độ phân giải của nét in này rất là đẹp, rất là sang. Thật ra họ rất là độ hoàn thiện của những hãng này rất là cao đó. Rồi bên trong của đây nó sẽ có một cái miếng dán chữ Bose. Đó, chính hãng của Bose đây có rất là đầy đủ nè. Bose Play Cover S1, cái này là dành riêng cho S1 Pro đó. Và cái này hiện tại là sản xuất tại China nha mọi người ha, tại China chứ không phải là made in Việt Nam. Đây là sản xuất tại made in China. Ok, thì nó sẽ là như vậy. Bây giờ Vũ sẽ chất liệu nó rất là co giãn nha mọi người ha, cái này để bảo vệ chống chày đó. Ok, và cái sạc tia, cái sạc tia rất là đã. Thật ra cái giá trị của những cái ba lô, những cái túi chính là những cái dây kéo như thế này nè mọi người. Nó đắt và nó ăn tiền ở những cái dây kéo như thế này. Cực kỳ mượt mà luôn. Đó. À. Đó, và ở đây thì nó có một cái phần một miếng mút cứng. Đó, còn phía trước bên đây nó cũng sẽ hai bên nó cứng, còn cái phần hậu phía sau á thì nó lại không có mút. Bây giờ thì cũng mời mọi người cùng theo dõi cái Vũ lắp đặt ha, chứ Vũ cũng chưa nghiên cứu nữa. Đó. Nhưng mà cái form của nó là như vậy nè mọi người. Đó, để Vũ chùm vô thử nha. Nè, Vũ review vậy chứ. Rồi, Vũ sẽ chùm vô thử. Nó giống như chúng ta mặc áo vậy đó. Rất là tiếu. Ok. Nhưng mà, rồi. Ok. À, giống như ninja vậy mọi người. Đó. Đó các bạn thấy chưa. Để mình kéo lại cho nó đẹp đẽ, cho ngang ngắn nha. Đó. Nó có phanh giùm. Cái form nó đặc biệt, đồ hãng đó khi mà họ đo kích thước, đo những cái form đó, thì cực kỳ hay đó. Của S1 Pro rồi. Ok, như vậy là Vũ đã chỉnh chu hoàn thiện lắp một cái túi của chính hãng của đây là túi chùm để bảo vệ giày xước. Hiện tại thì sản phẩm này chưa có bán ở Việt Nam nha mọi người, đây là Vũ tự nhập về nha để mình để Vũ có một cái preview cho mọi người cùng xem trải nghiệm. Thì khi nào mà nó có hàng thì Vũ sẽ thông tin cho mọi người, mọi người có thể đến mua, mọi người update để bảo vệ sản phẩm này. Thật ra sản phẩm Bose 1 Pro, một chiếc loa nhỏ thế này mà sợ giá trị mười mấy triệu thì mọi người chắc chắn cũng sẽ mong muốn là nó sẽ
được an toàn hơn khi mà đi chơi, đi du lịch đâu đó. Đó. Ok, các bạn thấy chưa? Đó, như vậy là Vũ xong. Mặt bên đây á là những khoảng phần cứng đây nè. Đó, phần cứng của nó còn những lớp da rất là cứng, nó có một miếng cao su đệm á, nó giống như là cái gì ta? Form, cái tấm form á mọi người, giống cái tấm form mà hay cắt CNC trang trí hoa văn á. Đó. Ok, nó có kê, chúng ta vẫn cắm line được bình thường. Đó, chứ nó không chùm hết, nó chừa nút nguồn, lỗ nguồn, chừa công tắc nguồn và cái phần chỉnh line ở đây. Đó. Và dây kéo của con này thì cực kỳ rất là đã, Vũ cảm giác rất là sướng. Đó. Ra nó đắt thì nó cũng có cái gì, nó cũng có giá của nó. Dây kéo nó rất là sướng mọi người, kéo nó mượt lắm, không có bị lắc. Đó, còn trên đây nè, trên cái dây kéo này cũng để được cái chữ logo của Bow nè. Đó, mọi người thấy không? Mọi người nhìn phần dây kéo không? Rất là đã. Chung là nhìn đẹp. Nè, bây giờ mọi mình sẽ quay cho bạn thấy cái logo phía trước nó rất là đẹp. Bạn thấy chưa? Logo của Bow kìa. Cực kỳ đẹp. Đó. Nằm ngay đúng vị trí của icon Bow nha các bạn. Cất rất là hay nha. Cái này nè, nó nằm ngay đúng cái vị trí của icon luôn nè, mọi người thấy không? Đâu có giống sau được không? Rất là hay. Ok, hôm nay thì nó không có gì để review mọi người. Quan trọng là đường nó ăn tiền ở cái điểm là cái hàng của hãng thì nó sẽ quan trọng về cái độ hoàn thiện và những cái nét đường chỉ cho đến đường mai cũng như là chất liệu thì nó nằm ở giá trị của một cái sản phẩm như vậy thôi. Ok. Rồi. Cảm ơn. Rồi bây giờ thì tới cái phần ba lô thì đây. Đây chính là chiếc ba lô chính hãng. Đâu đó 200 mấy chục đô. hai trăm mấy chục đô. Và mình nhập về để mình review cho mọi người thử thôi. Đó. Ok các bạn. Vậy mình sẽ phui ra nè. Đây có số series email đàng hoàng nha. Vũ mua đồ hãng đàng hoàng cho các bạn đàng hoàng nha, để review cho mọi người cùng coi nè. Series number nè. Cái này đủ nè. Nhìn cũng khá là sang chứ bộ. S1. Rồi ok. Rồi mình sẽ mở ra. Rồi. Thì cái chất liệu của Bow này thì cái túi nó giống như cái túi mà Vũ đang sở hữu là cái túi mà của F1812 á, mà Vũ đã từng review cái túi này rồi. Cái chất liệu vải rất là sang và rất là căng. Nhưng mà Vũ cũng đã từng coi review một cái comment ở trên Amazon đó, thì họ đeo sao hoặc họ làm như thế nào, nó có những khuyết điểm gì á, hình như là nó bị tước hay bị rách gì ở ngay cái góc chân này nè. Vũ thì mình đeo trải nghiệm thì mình phải chơi Vũ mới biết được. Đó. Nó tích hợp bao gồm phần da thì để bây giờ để Vũ bỏ vào đi để cho nó ra hình ra dáng rồi Vũ sẽ review cho mọi người dễ hơn. Nhìn cái form thế nào. Ha. Ok. Ok chưa? Ngon chưa? Đó. Good. Đó, đây là cái túi hãng. Ok. Xong. Đây là cái túi hãng các bạn. Thì cái túi hãng này các bạn có những cái kiểu dáng để như này. Các bạn có thể xách. Họ thì design các bạn có thể xách. Và có thể đeo. Để Vũ đeo thử cho mọi người xem. Nói chung là về thẩm mỹ thì nó đẹp hơn. Cái form của hãng mà nó design. Rồi Vũ sao? Ok, đây. Bạn thấy không? Đây có form của Bow thì các bạn nhìn thấy không? Cái phần lưng nó thì nó canh cái khoảng ngắn cái phần lưng nó thì form sát tay Vũ đeo rất là thoải mái. Và đây là cái túi của Vũ đây. Cho túi của Vũ này. Thì phần túi này á mình bỏ mít ở phần bên đây. Đó, sẽ đeo và nó có một khoảng khá là ngắn. Đó. Ok, còn đây là túi hãng nè mọi người. Nhìn khi mà các bạn đeo chiếc túi này á thì các bạn cảm giác như là chúng ta đang đi safari mà chúng ta cảm giác là đeo giống như ba lô mà chúng ta đi du lịch vậy rồi. Đi leo núi à, cái kiểu cái túi cái chất phong cách của nó giống như đi leo núi vậy đó, đi phượt để đi đó. Và chưa hết đâu.
Thì thật ra cái phần túi mà cái sở Suri Việt Nam á thì nó ở bên hông, nhưng mà ở đây thì nó làm hay lắm. Đây các bạn mở ra à, bên trong nó có một phần à, tức là nó sẽ có một vách ngăn bên trong đây nè. Đây đó, nè sao chúng ta ốp lại. Và ví dụ mà Vũ muốn lấy micro, Vũ mở ra. Anh ơi, em mở một bộ micro nào đó dùng. Rồi, đó bên trong đây là có túi đây nè. Nó cũng có một điểm khá là dày mọi người nè. Đó. Đó. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Mọi người có thể nhét để coi còn gì nữa không? Mọi người có thể nhét sạc dự phòng hay gì đó. Đó, còn đây có túi vô, bên trong đây có gì không? Không, đây chỉ là một miếng mút bảo vệ thôi. Đó, ở phía sau đây cũng vậy luôn, có mít bảo vệ đây. Rồi mình sẽ bỏ thử đi. Đó. Đây. Đây là cái micro Echo E1 nè. Đó, phụ kiện nè. Nói chung là rất là rộng. Nhưng mà Vũ thì mong muốn nó nhỏ lại tí xíu, đừng rộng quá, thì việc ra rộng quá cũng không làm gì. Đó, sau mình đóng nắp lại. Vô. Kéo. À. Đẹp không các bạn? Đó, như vậy các bạn. Các bạn có thể xách đứng nè. Đó. Hoặc xích nằm nè. Đó. Hoặc là chúng ta có thể đeo nè. Đa dạng, và nó có những cái túi phụ ở ngoài đây. Này. Các bạn thấy không? Và nó sang hơn thì nó tích hợp giữa những cái phần vải chỗ này nè, thì nó sẽ tăng cường cái việc độ cứng cáp khi mọi người đeo, chịu tải được độ đeo. Và nó làm cho cái độ tinh tế hơn ở cái điểm là cái phần da này nè. Mọi người bạn quay cận cảnh nè. Cái phần da này á thì các bạn thấy không? Đó. Đó. Phần da rất đẹp. Đó. Và nó có một cái mát của bow đây, thì nói chung là nhìn nó sẽ sang hơn. Đó. Bạn thấy không? Đó. Ok. Đó, set. Các bạn thấy nè. Rất là nhiều họ làm một cái sản phẩm mà tích hợp. Nhưng mà nếu mà là Vũ á, thì Vũ sẽ thích cái này nó vô form, tức là nó ôm cứng hơn, nó bó rộng hơn. Rồi. Nó vẫn hơi rộng so với cái loa. Đối theo cá nhân Vũ đánh giá. Thật ra nếu mà nó ôm làm sao cho cái phần này nè, cái phần hai bên đây nó phải căng như thế này nè, thì nó mới đẹp, nhìn nó rồ hơn. Ok, nhưng mà thật ra nhìn vậy thì cũng rất khá là sang rồi. Còn cái phần mà chất dây kéo á, mọi người thấy không? Cái phần dây kéo rất đã. Với những cái túi thật ra nó đắt tiền, nhưng phần dây kéo không có chất lượng. Dây kéo nó khác chứ phải những dây kéo lõm đâu. Và nó thiết kế đơn giản lắm mọi người. Cái phần này nè, mọi người có thể bóp bỏ, mọi người có thể lấy ra được nè, thay đổi ra được nè. Và cái dây này nó thiết kế cái kiểu giống như những nhà leo núi rồi đó. Phong cách nó, style nó kiểu như những nhà leo núi rồi. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, có icon bow đây, nói chung là đeo đi, còn gì cũng sang. Rồi, ngoài ra thì cái mặt này nè mọi người. Đây, phía sau nó nguyên cái cụm từ trên xuống dưới á. Mọi người thấy là có logo của bow ở đây luôn nè, ở phần phía sau. Nhưng mà các bạn nãy up như vậy là đương nhiên mà các bạn để như thế này thì các bạn sẽ đánh giá nó là phần lưới, mọi người sẽ lo sợ nó bị này nọ. Nhưng thật ra ở phía sau này nó cũng đã có một lớp mút dày, rất là dày nha, cực kỳ dày nha mọi người ha. Đó, rải đều ra. Đó. Thì nó cũng khá là, nó sẽ bảo vệ cho chiếc lo mình cũng khá là an toàn. Đó. Rồi. Còn ở đây thì ở Việt Nam Vũ sẽ đánh giá theo cái quan điểm của mình. Đây, cái túi này nó có cho mình hai ngăn. Ngăn này tròn và khá là rộng. Nhưng mà do ở Việt Nam chúng ta chỉ xài một micro Echo rồi thôi, chúng ta đi hát karaoke. Thì so với nó, cho dù chúng ta bỏ pin dự phòng mà 20.000 ampere đi nữa thì nó cũng khá là rộng. Thì nó không làm tròn được cái form khi mà chúng ta đeo. À, nhưng mà ở đây cái túi này thường những nghệ sĩ ở nước ngoài chắc chắn là họ sẽ bỏ một cái mixer, ví dụ như là một cái mixer Notchback nhỏ hay là một con mixer Tonmac T4S ví dụ vậy nè mọi người. Đó. Ví dụ đây giờ nếu mà những nghệ sĩ ở nước ngoài họ đi trình diễn, họ không hát á mà họ cần đầy đủ như thế này, chắc chắn họ sẽ chọn phương án là cái túi này ok hơn. Đó, rộng sình thàng luôn. Rồi xong rồi chúng ta bỏ thêm một cái dây vô nữa đi. Ví dụ đã
ví dụ như mọi người thì ngủ ví dụ cho tới luôn nha. Đó, nghệ sĩ chuyên nghiệp người ta sẽ đi hát trình diễn ở phòng trà nhỏ nhỏ trên di động tên em này. Ví dụ như vậy thì nó cũng vẫn rất là đầy đủ, màu cộng với nguồn nó vẫn ok. Nó phải form, nó phải phải đều, nó phải tròn như thế này nè, ngủ mới thích chứ không thích rộng. Ok, bây giờ mọi người, một con mixer, một mic pro hoặc là hai cây mic pro không dây, hai sợi dây của mic pro đó chúng ta hoặc là dây của guitar là vẫn chứa đủ trong cái túi này, chúng ta đeo lại rồi xong, rất là ok. Giờ để Vũ đeo lên cái nha. Rồi kéo cái dây là cho nó ngắn lại xíu. Rồi. Rồi, đây là khi mà Vũ đeo đây. Đó. Thật ra trọng lượng mà khi mà Vũ đeo á thì cái Bose 1 Pro với cộng thêm mixer cộng thêm hai tai mic nó cũng khá là nặng. Nhưng mà nếu mà đàn ông hoặc chúng ta con trai tới di chuyển nam á thì cái này rất bình thường. Với lại Vũ ít lao động mạnh nữa nên chắc là do Vũ yếu á. Ok, mọi người thấy không? Giờ mọi người thấy là khi mà Vũ đeo là như vậy. Chúng ta đi chơi thẳng lưng ra mọi người được quyền nha. Cái này hay cái điểm là khi mà mọi người muốn thẳng cái lưng á, muốn thẳng lưng như thế này nè mà không cái này nó bật tựa đầy đủ, mọi người cần lấy hai cái dây qua ngay vị trí này nè. Nó làm sẵn rồi các bạn hất hất mạnh nó lên, các bạn giật giật xuống. Nó sẽ rút cao lại, nó để cho cái phần lưng này nó bám sát với cái lưng mình luôn. Ok, rồi như vậy là hôm nay là Vũ review cho các bạn một cái túi không liên quan gì đến thành đó. Thì cái túi này mình nhập về thì khá là đắt, khoảng mấy triệu đó cho một cái túi. Thì nếu mà cái túi này bán ở thị trường Việt Nam theo mình nghĩ á, trừ khi chúng ta có điều kiện chứ còn hoặc là chúng ta muốn nó đẹp cho nó muốn độ cho nó đồng bộ thì ok. Chứ còn nếu mà mua một cái túi với giá này thì ở thị trường Việt Nam bán thì sẽ giá gọi là khá cao. Khá cao thì khó để cho mọi người có thể tiếp cận được. Thì thôi bây giờ Vũ các bạn có thể mua những cái túi như thế này vài trăm ngàn. Còn không thì để coi Vũ coi nghiên cứu Vũ coi Vũ học coi làm túi tao giống vậy mà phiên bản ở Việt Nam được không? Thì sẽ mình gia công ở đây mình sẽ may tốt hơn. Nhưng mà mình may ở đây mình sẽ không có những cái logo của bao, không có để những cái logo của Bose các bạn. Vì làm việc này thì nó thứ nhất là mình sai phạm về bản quyền thương hiệu của người khác. Đó. Thì mình sẽ có thể làm những cái tính năng, những cái thiết kế hơi giống thôi chứ còn mà giống 100% vì quan trọng về cái nguyên vật liệu nữa thì sẽ rất là khó. Đó. Để chúng ta có được mà làm ra một sản phẩm như vậy. Mà làm như vậy cũng không có tốt. Mình sẽ dựa vào cái form như thế này để mình làm một sản phẩm để tiện ích và hữu ích cho mọi người việc di chuyển hơn thôi. Chứ còn mà chúng ta làm việc mà không nên cái việc mà copy, hạn chế việc mà copy. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của Vũ. Các bạn thấy video hay thì đừng quên ủng hộ cho anh em Vũ một like. Chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.